Chào anh nhá, chào chú Vịnh nhá. Thế hôm nay là trong dòng họ của mình là cúng cả dòng họ à? Vâng, các cô chú ạ, ở trong này thì những cô chú thấy là hôm nay là chú Phành cũng đang cùng dòng họ ở trong này thì để cúng ấy. Thì cũng phải cúng đúng giờ chú. Thì cũng đang rất là nóng vội để đợi bà về, nhưng bà đang cũng bận ở gánh nước ở dưới kia thì em Diệu cũng đang đi gọi rồi. Sao rồi Diệu? Từ bò mù chết chưa? Nước không ra mọi người nhá, mọi người thấy không? Đó là một cái tâm linh đấy. Có nghĩa là anh em dòng tộc nhà mình làm quan chức ở trên kia là gọi về không thể không được mang họa về đến cái gia đình này hoặc là đến họ vàng này mọi người. Xin kính chào tất cả quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Vâng, các cô chú ạ, thì ngày hôm nay thì em Tuyên tiếp tục vào với nhà năm cháu mồ côi. Thì như mọi người biết là các bác thợ của bên đội em Xá ấy, đang thầu thì xây tương đối là nhanh. Ngày hôm qua thì em Tuyên vào thì em Tuyên có chút việc riêng nên là không ở lại được ghi hình cho cô chú biết được. Và có một điều rất là đặc biệt ở đây mọi người ạ. Như mọi người thấy thì khi bà con ở đây mà đã nhận khoán ấy, thì làm việc rất là hăng say. Nếu mà bình thường nhá, bình thường mà chúng ta không nhận khoán hoặc là làm công nhật ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi làm từ 7 giờ theo giờ hành chính ấy, 7 giờ đến 11 rưỡi, chỉ có 4 tiếng thôi. Mà bà con sẽ làm sẽ không hết năng suất được. Và chiều thì từ 1 rưỡi đến 5 giờ, đúng không ạ, để cho bà con về. Nhưng mà ngày hôm qua thì buổi sáng đội xá này em Tuyên nghe bảo là hôm qua bọn em mấy giờ đi làm, và bọn em đi làm từ lúc 5 rưỡi xong rồi đến lúc 12 giờ bắt đầu mới ăn cơm các cô chú ạ. 12 giờ bắt đầu mới ăn cơm. Ăn cơm xong phát 12 rưỡi ra làm luôn. Mà tối hôm qua em Tuyên về có việc thì em Tuyên gọi là lúc đấy là 7 giờ kém 15. Đội thợ của xá vẫn đang làm việc. Đấy thì mọi người thấy xem, khi chúng ta khoán thì xá bảo là các bác thợ bảo cứ làm đi. Làm hết đi để cho nó nhanh để còn xong. Xin chào các bác thợ nhá. Wow, xong hết rồi. Đấy các cô chú thấy không? Xong hết rồi này. Đấy nhá, chỉ có ngày hôm qua với ngày hôm nay nó khác hoàn toàn khi khoán này. Nhanh thế. Xin chào Dìa. Vâng, xin chào Dìa. Vâng, xin chào Nu. Wow, xây này hơi cao ấy. Có vẻ hơi cao hơn cái mặt nên thì thôi được rồi. Đây này. Đây vuông thẳng xếp cạnh cô chú nhá. Đây còn mỗi đoạn này thôi đúng không? Đúng rồi, quân vào cho em. Khá là nhanh nhỉ, chiều hôm qua hơn 7 giờ mới nghỉ cả. Ôi, 7 giờ mới nghỉ đấy. 7 giờ mấy? Lúc em gọi cho xá là 7 giờ kém 15 vẫn chưa nghỉ. Chưa nghỉ. 7 giờ 30. 7 giờ 30. Vâng. Ôi các cô chú thấy không? Các bác thợ này làm phát là một ngày thành 2 ngày luôn. Là đúng rồi, nên là có tăng ca. Tăng ca. Làm đúng giờ có tăng ca rất là hay. Anh cào hết đổ ấy cho này, từ từ po ấy. Xong rồi po cầm một anh con gà này đấy, po tí cầm gà vào tí xá mổ đi cho mọi người. Đây thì uống mỏ nhá, nó mỏ nhá. Hôm nay thì sẽ là ăn gà. Hôm qua là em Tuyên mua trứng. Hôm trứng vẫn còn không anh? Trứng còn đấy, thì đấy cả gà cả trứng hôm nay là tổng kết rồi đúng không? Vâng, chắc là xong rồi.
Bây giờ thì em tuyên thử tính nhá. Các bác thợ làm từ lúc 5 rưỡi đến 12 giờ. 6 rưỡi, 7 rưỡi, 8, 9, 10, 11, 12, 7 tiếng. Đúng nhỉ? 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12, 7 tiếng. Một buổi sáng đã làm tăng ca 7 tiếng. Xong rồi từ lúc 12 giờ rưỡi ăn cơm xong lại làm luôn. Thì là từ này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tiếng, 7 tiếng thì nó cộng vào 14 tiếng. Thế thì một ngày các bác này tăng ca nó thành 2 ngày bình thường. Một ngày chúng ta chỉ có là 8 tiếng ạ, 8, 16. Đấy, thế mà một buổi các bác đã được 7 tiếng là thành một ngày rồi. Mà làm tốc độ nhanh, không nghỉ ngơi gì luôn. Thế đẩy nhanh tốc độ lên, mọi người thấy không? Đã hình thành xong cái móng của gia đình 56 rồi. Vâng, các cô chú này, thì mọi người thấy không, rất là nhanh. Đã xong hết bên này rồi này. Bên này thì nó cũng... Đây, từ đây thì các bác thợ đóng cái cọc này làm cái mốc. Vữa vẫn còn là rất là ướt, thì chứng tỏ sáng nay vừa mới hoàn thành thôi. Lúc sáng nay vì em Tuyên, nhưng mà biết là em Tuyên cũng đang có việc ở bên thôn điểm trường sàn 6 tỷ ấy. Nên sang đấy thì cũng không thể vào sớm được này. Thì cũng đã vữa vừa mới khô đây. Chưa thể đứng được, cũng là vừa mới xây xong. Đây, đi ra bên này, đây. Đúng theo em Tuyên bảo với xá đây. Đã xong rồi này. Này, vữa vẫn còn ướt lắm. Vòng vào đây, đúng theo cái khuôn viên đất của gia đình mình. Đó, đã xong. Và đến đấu với cái này rồi. Đấy. Thế là nói chung là chỉ còn một xíu ở đằng bên kia thôi các cô chú ạ. Một xíu ở đằng chỗ mép đường của gia đình bà thôi là xong rồi. Thế là cái khung đá sơ qua để quay cái ngôi nhà đã xong. Còn sau này chúng ta mới đóng gạch và xây nhà và đào móng, cái móng chính của ngôi nhà là bên trong này nhá. Đó. Khá là nhanh ở đây nhá. Ở đây mọi người thấy này, các bác thợ còn kê lại cái móng đá và hất đất vào đây để cho trả lại cái nương người ta, cho nó đàng hoàng đấy. Đấy. Còn đây là củi của nhà bà đây này. Đấy. Bây giờ chúng ta vào trong đi, xem nữa xá đang làm gì. Chắc là đến giờ trưa xá đang tập trung nấu cơm. Rất là nhanh. Quần của em à, bà đi đâu rồi? Hiện tại dê thì vẫn còn đang ở đây nhưng mà chưa đi chăn dê đâu. Đây, đi vào nhà đi mọi người. À, xin chào xá nhá. Chào anh ấy. Hôm nay làm khá nhanh nhờ. Tối hôm qua em làm để 8 giờ mới nghỉ. Cái gì, 8 giờ cơ? Làm nó nắng quá, nghe nắng quá thì làm không được, thì này bác nó làm đường để 8 giờ. Lấy cái để pin làm ấy. Để pin xây được không ấy? Được. Tại sao mà không được? Vẫn là làm tốt rồi mà. Kinh nhỉ. 8 giờ. Lúc nãy hỏi anh kia anh phải hơn 7 giờ. 7 rưỡi gần 8 giờ thế nào? Anh già được ấy nhỉ? Thế là hôm qua chắc trời, cái trời mùa hè này thì nó cũng tối muộn đấy các cô chú. Vâng. Nên là cũng cố à? Cái sợ nó có mua thì... Chắc anh... Không, mà bây giờ không có mua, còn lâu mình có mua ấy. Anh còn đang mong mưa ấy. Nóng quá ôi, nhưng mà không, tối hôm qua thì không được đâu. Hôm qua là 30 độ, các cô chú ạ. Hôm qua ở ngoài nhà là 30 độ.
Em tuyên bật quạt cả đêm luôn. Ờ, không ngủ được thà mà. Thế tối hôm qua không ngủ được thì có làm gì? Không làm gì. Dễ ngủ với vợ cứ không ngủ được là ra nhiều mi tu nhá. À, ra nhiều mi tu mi xài nhá. Nói đấy, không được đẻ thêm. Vâng, chào chú. À, chú ở đâu đây? Nó ở xã Mộc Cươi. À, xã Mộc Qua đi ra đây chơi à? Ừ. Chơi thăm nhà ở trong này. Hả? Hả? Gia đình thăm nhà ở đây. Không biết. À. Thế hôm nay hôm qua còn bao nhiêu trứng? Có mê mấy cái. Thế 30 quả mà. Đấy, điện thoại xịn không cô chú này. Cho xa nói chuyện đi. Đi xem nào, ra đây xem nước của bà xem thế nào. À, nhớ chồng tụ bò nhá. À, tụ bò ô đe. Ô đe. Ô. Có nghĩa là tụ bò đây hộ tụ bò nhà. Một bà không gánh được mọi người ạ. Hai bà già hộ nhau mọi người ạ. Ôi dồi ôi. Này, hết nước rồi này. Đâu tụ bò để mi tu đỡ cho. Hai bà đi gánh nước mọi người. À, tù bò là han tàu sùng nhỉ? Đúng ạ. Ờ. Sau này mà tàu chùa chỗ o thở cầu kỳ sẽ tỏ mà chưa chỗ o xuống rồi. Chùa chỗ o là 92. Không nhỉ em nhỉ? Chùa chỗ 2. Chùa chỗ o là 92 tuổi. Tù bò chùa chỗ o sùng. Ờ, chỗ o xuống tàu thở cầu kỳ sẽ tỏ mà nó sẽ tỏ mà nó cho nó dù dù lên. Hả? Ôi ôi. Sai. Danh bảo này. Sao? Danh bảo ra nhờ tí. Anh đang nhìn thấy này sợ quá. Sai. Bà đang bảo là bà 92 tuổi. Đúng không? Ờ chả xong á. Chả xong chẳng là 92. Ờ nhưng mà đây này. Hôm nay anh mới để ý cái tay bà làm sao đây? Gãy. Bị... Đầu trước nó bị làng nó gãy. Đợt trước bị gãy lâu rồi thì. Ừ, gãy lâu nhưng rồi. Bây giờ đấy. Đây là bà con không đi bó bột nên nấu cong này. Ờ đúng rồi mà. Bị đâu chưa? Lâu rồi. Thế nhưng mà vì hôm nay bà nóng thì bà mới kéo cái áo lên anh mới để ý. Còn ngày đấy. Trước vào trong nhà bà thì bà cứ để như này không trước thì làm là lâu rồi. Bà tháo mua tháo trò nè bố. Ờ chỉ bao mà sống cuộc sống ô tô mình ăn sáng cuộc sống nhóm trò tao. Nó lắm trong cuộc sống nó trói trò mà cứ trò trói trò đó. 40 thôi. Bị từ năm 40 tuổi. Rồi. Thì giống như kiểu nhá, con là chị May. Chị May anh xí ấy. Không bó bột vào để này. Ủa các cô chú xem này. Ôi ôi đây, tụ bò để như này này. Ôi, xá này. Xá ấy. Thì có nghĩa là bà đang hai bà đang đi vác nước hộ nhau à? Ôi giời ơi. À, hai bà đi 92 tuổi. Đi vác nước hộ cụ bà ở nhà này là 62 tuổi. Hai bà già đi hộ nhau. Mà em cho nhìn tay của bà sợ quá này. Đấy là cái thiệt thòi ngày xưa bà bị từ 40 tuổi, bà không biết bó bột, không biết đến y tế. Xong để tay thế bây giờ nó thành tật luôn này mọi người. Thế tụ bò bây giờ mò chỉ mò? Nên đi mò chỉ mò mà thấu mà tặng tê nên trâu này mà. Bây chỉ mò là không đau nữa rồi. Mò mà phát chỉ tặng con này, phát chỉ tặng con nha là. Nhưng mà tụ bò là ua công mạ thôi nhá. Mạ thôi, mạ thôi. Mạ mạ nhá. Mạ sẽ xài như phát chỉ tặng. Cái tay này chỉ tâu nhá, không được ua công nhá. Ừ, phát chỉ tặng. Chỉ tay này thôi. Tay này gọi là bà gọi là phế rồi hiện tại nó cong ấy động vào sẽ gãy ngay. Có nghĩa cái tay này cứ tụ bò gì me me như này thôi. Ờ. Còn cái tay này thì mới gọi như này. Ờ. Còn cái tù ni này là chỉ mạ mạ me me này. Mạ mạ pa là chỉ to chỉ
nhóm đi đi tô chỉ nhau thế chị chú phước thử mình sáng chị nó mặc ở nhóm đi thế nào. Ôi rồi ôi. Tật tật nhè là đó là. Hôm nay em Tuyên thấy thực sự là hôm khi bà toát hết mồ hôi ra bà cởi ra em Tuyên mới thấy sợ. Hôm trước thì em Tuyên không để ý tay của bà đâu. Mình sáng mềm mềm, nhẹ thế chứ khi người ta cà phê ớt thì mềm mềm nó mà thật cháy nó mà quá nhất đi rồi. Thế tụ bò cũng đang uống cốc ở kia. Tụ bò một chỉ tên đã thế. Đang cố gắng lấy nước về để cho ua công mọi người ạ. Đang để làm việc. Hai bà hộ nhau. Khó thực sự luôn. Thì em Tuyên nói thật với các cô chú thì thôi bây giờ thì những cái hình ảnh này thì nó thực sự là rất là thương tâm. Bà 92 tuổi rồi đây. Bà đi chân đất này mọi người xem này. Không có đôi dép gì nhá. Đó. Tay thì cong như kia bị tật rồi đấy. Không có dép bà không đi đâu, bà con ở trên này đi không quen thì bà con không đi đấy. Không có dép bà con đi hộ nhau đấy, rất cẩn thận nhá. Biết cái kia vừa xây xong bà không dám đứng lên, đang hộ nhau để làm nhà. Vì ngày trước thì gia đình bà cũng được bà con ở trong này đến hộ, bây giờ thì bà đến hộ gia đình năm cháu mồ côi này. Có lẽ hình ảnh này thì em Tuyên rất là em Tuyên sẽ lấy luôn một gói tép khô tặng cho bà luôn. Đây là gói tép của chú Trần Xuân. Chú đấy gửi cho bà gia đình năm bà cháu này là 10 cân. Thì trong số đó là có 5 cân dành tặng cho gia đình bà để ăn chắc uống. Ôi là mì tú chỉ bao á, mì tú không nghe được đâu. Bà con thu mì qua vào rất hả hả? Nó mới đưa mà nó đưa là đưa mà nó đưa 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 đưa. Chỗ đoạn này thì không quay mọi người. Để chỗ này thì em Tuyên sẽ hỏi rõ bạn Lý không nhỉ? Vì cái vấn đề này liên quan đến chỗ nhà chứ chút cho có đấy. Bây giờ em Tuyên sẽ gọi điện luôn. Về để xem này. Vì cái số tiền này thì phải có Lý trưởng thôn ra để làm chứng đấy mọi người. Vâng mọi người ạ, thì lúc nãy thì em Tuyên cũng vừa gọi điện cho bạn Lý trưởng thôn ở trên thôn Mèo Qua. Thì ở đây này thì em Tuyên cũng xin nói với cô chú này, tất cả các món quà của còn lại của thôn Mèo Qua là hôm trước là có 12 món quà. Và chúng ta cái hôm tổng kết thông báo với bà con ấy, thì em Tuyên đã tặng 2 món quà cho 2 hộ gia đình. Thì còn 10 món quà nữa. Vì tất cả các món quà như này thì em Tuyên phải ghi hình, chắc chắn là phải ghi hình rõ ràng lại để cho các cô chú và nhất là tiệm anh Tuấn tiệm vàng Kim Long thấy, và ít hơn nữa là có những mạnh thường quân và những khán giả được thấy. Không thì khi tất cả bọn em Tuyên làm cái cầu nối như này thì các món quà thiện nguyện này nó rất là nhạy cảm, cũng giống như cái công việc là hiện tại hôm vừa rồi em Tuyên có rất nhiều, có 2 nick là cái gì Hoàng á, hát Hoàng, và một nick nữa có đang chỉ trích em Tuyên, có đang nói là em Tuyên đang làm công việc thiện nguyện nhưng mà mờ ám trong cái công việc số tiền ở xây làm đường, làm đường trong một năm nay. Và mọi người đang bảo là số tiền làm đường ở đây là hơn 900 triệu thì nó quá đắt. Nhưng mà xin thưa với cô chú là như này, em Tuyên xin nói lại một lần nữa, hôm nay thì cũng tại sao em Tuyên phải giải thích như này. Cái số tiền 900 triệu này chỉ có hơn 400 triệu là để mua xi măng. Còn hơn 400 triệu còn lại là chúng ta để làm như này nhá. Xây sát bột đá, mua máy móc, mua dầu, mua xăng, mua bột nở, mua sắt thép, mua gỗ, mua bạt, mua đồ ăn, đồ uống, mua trả xăng dầu cho bà con đi chở hàng, lấy hàng, sửa máy móc, sửa máy sắt đá, tiền ăn hàng ngày cho bà con, tiền nước hàng ngày cho bà con. Có nghĩa là tất tật các đồ gì là mua hết cho bà con là trong cái khoản đấy nhá mọi người nhá. Ở đây như các cô chú để ý, những ngày đầu tiên bà con khai thác bột đá, khai thác đá, kè đá là chúng ta cũng phải có tiền ăn rồi. Chứ mọi người đang bảo tại sao nếu mà so với con đường khác, tại sao con đường này có thể nhiều tiền hơn. Nhưng mà nếu mà em Tuyên hôm trước em Tuyên cũng có nói chuyện với một anh bạn xây dựng công trình. Anh ấy bảo này, công trình như này thì quá là rẻ. Ở với một cung đường là chúng ta vừa khai thác đá, vừa mở đường mới ra nhá,
chứ không phải là nó có sẵn thêm đường rồi chúng ta chỉ mua đá, bột đá về chúng ta đổ vào ạp thì nó khác. Có anh ấy bảo là nếu mà để làm từ A đến Z như thế, con đường này chắc chắn phải rơi vào hơn 1 tỷ, chứ không có giá thế đâu. Thế mà hôm vừa rồi thì em Tuyên nói thật là làm cái công việc thiện nguyện này là rất là khó. Đôi khi có nhiều người thế này thế kia, mà em Tuyên rất là rành mạch. Em Tuyên không nói là mình thế này thế kia, nhưng mà tất cả các sổ ghi chép em Tuyên đã có trong sổ. Em Tuyên xin mời và mọi người lên đây kiểm chứng để cho nó rõ ràng, minh bạch ra. Đó. Vì em Tuyên không trả lời ở trên bài thì bảo là em Tuyên thế này thế kia. Đó, nên là nó rất là khó, thật là như vậy. Nên là cũng giống như 10 món quà này thì em Tuyên đã hẹn với Lía rồi. Hía bảo là hiện tại Lía đang có công việc nên là Lía chưa thể tập trung bà con trong một ngày được. Thì bao giờ Lía tập trung được thì xin hẹn em Tuyên để trao tận tay 10 món quà này và kiểm chứng tất cả số tiền trong phong bì cho nó rõ ràng. Chứ không bảo là em Tuyên mập mờ mờ ám trong cái số quà đấy. Nó rất là khó. Nên bà con đôi khi bà con xuống đây, bà con lại cứ nghĩ là cứ xuống đến đây là trao cho em Tuyên, mà em Tuyên không biết người đấy là ai. Lía có đồng ý là trong 10 hộ đấy là cái 10 hộ được nhận hay không nữa. Em Tuyên trao nhầm thì sao? Lúc trao nhầm cho bà con mà em Tuyên không thể đòi được. Em Tuyên không thể lấy tiền em Tuyên ra mua một món quà khác để bù vào được. Đấy nên là mong tất cả mọi người hiểu và thông cảm cho. Đấy. Nên là phải rõ ràng rành mạch ở chỗ này. Đấy. Còn đây này. Lại là món gì đây? Chánh, mì tôm. Cái gì? Nu? Cái gì là riêng? Các cô chú ạ, xá đây lại thích tạng trứng với mì tôm như này để rán lên. Ồ, ăn hay nhỉ? Có món rất là hay như kiểu bánh bánh mì tôm á. Hay thật. Bánh cháy mà bánh mì tôm. Thế sao không rán nguyên đi? Rán nguyên trứng thôi. Thế cháy thì không được cao đâu. Rán nguyên trứng ra ngon à? Nhưng mà thế tránh không đủ. Mười mấy quả à? Cả gà nữa cơ mà, hôm nay mua cả gà cả tép nữa cơ mà, ăn lắm thế. Chị mè tránh chứ mà. Mè tránh thì giá còn na bao phở thì giá nó hết. Thế hôm qua là anh mua 30 nhá, một khay trứng là 30 quả luôn, 23 34 nhỉ? Một khay trứng. Hôm qua thì là 20 cái. À thế 20 cái thì hôm nay còn 10 cái, thế là 30 quả. 30 quả. 30 quả. Thế thì hôm nay anh mua gà vào rồi, hôm nay em bảo là làm xong rồi thì xin ăn một bữa ngon thì anh mua con gà vào rồi. Vâng. Cả trứng nữa. Thì cả tép nữa thì thoải mái. Không phải đồ ăn nhá thì anh ok. Thì anh mua nhá. Đây thì các cô chú cũng ấy thì thấy bọn em làm rất là năng nổ thì các cô chú đã có quỹ rồi, anh sẽ từ tùy cơ ứng biến. Chứ không phải hôm nào cũng có mua gà cho em đâu. Đúng rồi. Đấy, thì hôm nay em ở tổng kết rồi thì sẽ nấu một bữa cho nó đàng hoàng một tí. Em là lấy tiền để không phải đò ăn thôi, thì thua thì mua, không thua thì thôi. Không đò. Không thì anh nói rõ thế. Thì hôm nay nhiều đồ ăn mà, trứng này, gà này với cả tép nữa, thoải mái. Thế đây các chú ạ, thì sáng cũng rất là hiểu rõ cái công việc. Chứ không vì mọi người mà không hiểu cái đòi hỏi và cái số tiền của các cô chú cho chỉ giới hạn thôi. Không phải ngày nào cũng có thịt lợn, sơn hào hải vị thì cũng mà ngày nào cũng hết tiền luôn. Đấy. Bà con thích ăn cái trứng với mì tôm này. Đấy, kệ thôi. Đấy, làm cũng rất là cẩn thận, giải cái bạt ra để đảo vữa này. Xong hết rồi đây, mọi người. Hết rồi không anh? Vâng, tận dụng hết nhá, đừng có bỏ đi cho em, đừng có đổ đi linh tinh là chết đấy. Bao nhiêu vữa mà, là bấy nhiêu tiền đấy, không đơn giản tí nào đâu. Kể cả cái vữa này nếu mà còn thừa thì anh kiếm chỗ nào anh đóng cho em gạch vào đấy. Đúng không? Chỗ này xây đẹp hết rồi đúng không? Chỗ này còn không? Còn phải xây không? Chỗ này hết rồi đúng không? Hết rồi. Hết rồi thì nếu mà còn vữa như này thì anh đóng gạch cho em. Đúng kìa. Ừ. Mất ba thì... Khuân xá ở đây có khuân nhỉ? Có. Nhà chú... Cái khuân kia đóng được không? Được. Cái không nhà chú xử được chứ đóng ở đâu? Khuân ở đâu? À thế lấy cái khuôn đấy lên. Vữa còn thừa không đổ linh tinh. Đóng cho anh gạch luôn. Thấy không? Đóng cái này ra được anh ơi, anh lấy cho em một cái khuôn kia. Đóng ở đây này, đóng ở đây này. Đóng ở mấy cái chỗ này. Đóng được, đóng được. Kiếm chỗ bằng bằng đóng cho em, tận dụng cho em.
chứ mình mang vữa đi mình cứ tận dụng hết cho em. Đây mình kiểu mình đóng chỗ này này. Đây này, anh giải ra đóng chỗ này cho em. Anh giải cái bàn lên nhanh nhá. Cho cái mặt nó đẹp đẹp một tí. Chứ đổ vữa đi phí vữa đấy. Nước bà đi gánh từng can một. Xi thì mình chở từng tí một. Không phải đơn giản đâu. Không thể đắp đắp linh tinh được. Sử dụng hết mức có thể. Ria không được nhấm nhá, ria nhá. Ria nhá. Không được nhấm vào đây nhá. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Ừ. Tâu chị tâu. Ừ. Tâu. Biết không? Có biết không? Ừ. Rất là ngoan mọi người. Chào anh nhá, chào chú Vịnh nhá. Thế hôm nay là trong dòng họ của mình là cúng cả dòng họ à? Đấy các cô chú ạ, thì đây. Thì chú Vịnh ở trong này, đây là anh thầy cúng này là mọi người quen lắm rồi. Đây là anh em nhà anh Xì đấy. Đây này, đây là cái một cái lễ cúng rất đơn giản của dòng họ mình để cũng mong sức khỏe này, may mắn đến gia đình họ dòng họ của mình đúng không anh? Vâng. Ở đâu cũng thế mà. Thì nữa chúng ta sẽ ngó bác thầy cúng một chút. Vì hiện tại là nhà năm cháu mồ côi hiện tại cũng đang sửa nhà ấy, thì cũng nên cúng để cho mình cái điều may mắn khi làm nhà nữa nhỉ anh nhỉ. Đấy, nhưng mà mọi người cần đang nấu ăn ở đây một tí. Sao xong chưa? Sáng. Đấy, hôm nay thì như kiểu cỗ rồi còn gì nữa, tép thịt gà trứng. Hôm nay là xá lại ăn cái món trứng mì tôm, đúng rồi, trứng mì tôm. Bánh đấy nhờ. Xá nhờ. Xong đến nấu xong là nhớ mời hai bà nữa nhá. Nấu hết cơm đầy đủ là nấu cho mời các bà nữa. Đấy biết làm chưa? Nấu tép thì người ta rang tép, đảo tép ông cho nước vào thì khác gì nấu canh. Cười cái gì, tép thì rõ ngon, nấu ăn thì bà con không biết nấu, cứ cho nước vào, không cho dầu ăn vào thì chán đời. Cho nước vào là người ta chỉ nấu canh thôi. Còn đây là rang tép ăn nó ngon hơn chứ, nó khác gì là thịt đâu. Đấy, bên này là gà luộc à, đấy thấy chưa, hoành tráng rồi các cô chú này. Gà luộc ngon, ngon chưa? Nói chung là mọi người thấy đấy, bà chủ nhà thì cũng đang đi gánh, thì các hôm nay là cái lễ cúng của dòng họ thì các bác thầy cúng cũng đang đợi bà chủ nhà lên. Ôi, à, nặng đi. Bà giỏi cho đấy các bà. Thì nữa là em Tuyên sẽ lấy luôn một phần tép tặng luôn cho bà luôn. Thôi tụi bò là nghỉ thôi, nó mỏ đấy, nó mỏ. Tà rồi. Đấy thì tụi bò tà rồi nghỉ nó mỏ nhá. Vâng các cô chú ạ, ở trong này thì những cô chú thấy là hôm nay là chú Phành cũng đang cùng dòng họ ở trong này thì để cúng ấy, thì cũng phải cúng đúng giờ chú. Thì cũng đang rất là nóng vội để đợi bà về, nhưng bà đang cũng bận ở gánh nước ở dưới kia, thì em Diệu cũng đang đi gọi rồi. Đấy, thì em Tuyên vừa mới xuống thì bà vẫn đang gánh nước, thì em Tuyên chỉ bảo được một tí thôi. Đấy thì bà đang về rồi. Thì em Tuyên không rõ là cái lễ cúng này nó phải đúng giờ ấy. Đấy, đúng như kiểu cũng tất cả các phong tục của bà con ở đâu cũng thế thôi. Là đều là phải mà nước thì chế đến thì không?
sao rồi gì à? Từ bò mù chê chưa? Hả? Từ bò mù chê chưa? Đang về rồi đúng không? Thôi đi vào nhà đi. Đi vào nhà đi. Nắng đấy. Bé nên rất là biết việc các cô chú này. Đây này. Cái đây là một cái cũng như kiểu cái tiền vàng của bà con này mọi người này. Đó. Trong cầm lên được không? Đây. Đây mọi người này. Đây. Đây là cái tiền vàng của bà con đấy. Bà con đây là tự làm đấy chú nhỉ? Cái này là tự cắt ra đây đúng không? À. Nói chung là mỗi bà con này, mỗi người ấy, đều có một cái phong tục khác nhau. Người Kinh thì cũng có tiền vàng. Người Kinh cũng có tiền vàng chứ. Cũng phải thắp hương thì cũng phải có cái này cái kia đốt cho các cụ của mình. Đó thì người Mông cũng giống nhau thôi. Những dân tộc nào đều có một cái tiền vàng và đều có một cái nét văn hóa riêng. Đó. Cái tiền vàng này ví dụ như các cô chú biết là cái nổi tiếng nhất ở Hà Nội nhỉ, gọi là phố Hàng Mã đúng không nhỉ? Phố Hàng Mã có phải là bán hàng mã không nhỉ? Em tên cũng không rõ, nhớ rõ nữa. Bà về chưa? Đang rất vội này mọi người. Đấy, chú Phành đang dục để gọi bà lên nhanh lên này. Bà thì bà cũng không nắm rõ được cái thủ tục này ấy. Nên là cũng hơi chậm chạp. Bà cứ từ từ. Thầy cúng thì cũng đang đợi ở đây rồi mà mọi người trong dòng họ của mình cũng đang đợi ở đây rồi. Thế là chú Phành là cũng họ Và. Này. Và Mỹ Phành đấy. Vàng hết. Trong này họ vàng hết có mỗi lầu với lầu Mỹ Phú đấy, lầu Mỹ Xính thôi nhỉ. Có hai nhà đấy. Còn đây là họ Và hết mọi người, tất cả anh em trong mà rất là hay nhá. Anh em trong họ lầu họ Và này thì sẽ không được lấy nhau, đúng không? Tất cả không cho lấy nhau. Đi lấy họ khác. Ví dụ họ Và lấy được họ Lầu. Đúng không? Hoặc họ Vừ. Và với Vừ là một à? Không, Vừ không có. Vừ có họ Vừ mới Và mà. Vừ mới Và đấy. Có họ Vừ đấy. Có họ Vừ đấy. Họ Vừ này, họ Sùng này. Có đấy, có họ Vừ đấy. Bà này là không có cái gì là khác. Vâng có ở chỗ khác có đúng không? Thôi tụi bò mạ thôi, uống nó mỏ nhá. Xong rồi thôi bây giờ chúng ta đi vào nhà đi mọi người. Đây mọi người ạ, đây chú Phình chú lại cầm gà đi. Thì đây là quay hôm nay là gọi là cúng cả dòng họ. Thì bà hiện tại là đang về muộn quá nên là sẽ đi cúng nhà khác. Đó. Sẽ đi cúng nhà khác. Về chưa chú? Lại về rồi. Đấy anh Thà thì gọi về rồi. Nói chung là đang đi cúng nhà khác ấy, vì cùng dòng họ mà. Nhưng mà thôi bà về thì sẽ cúng luôn. bác thầy cúng là hơi vất vả một xíu. Bà thì bà lại không biết đấy. Bà không biết nên là bà cứ mạ ấy. Thì các cô chú nhìn thấy không ạ? Anh này thì là anh trai anh em nhà bác anh Sì ấy, nhìn rất là giống nhau luôn. Đây rồi mọi người ạ, thì đây tụp bò về rồi. Tụp bò cứ để đây tụp bò, xong đi vào cái xe xay kìa. Đây đây. Ôi, ai da da. Ai da da. Ui ui, nhà bà nhiều dây quá. Đau quá, vào cái dây này, vào đúng cái sắt này. Đây, đây, tụi bò để đây. Bà đang thở mà. Ôi da. Đây, tôi có để đây thì đổ ra một đổ ra thì trời nắng này em cứ sợ bốc hơi ấy. Đây. Đây. Chúng ta cùng vào đây xem là cái phong tục của các bà con trên này xem thế nào. Cái lễ cúng của họ Vừ. Vàng. Vâng mọi người ạ, đấy thì bà về thì bắt đầu tiến hành rồi. Này, chú Phành đang thắp hương lên, một cái nén hương lên của gia đình. Chúng ta cùng xem nhé. Đây, đấy mọi người thấy lột hết cái
tiền vàng cũ đi. Đấy, phải có gia đình đấy. Đấy. À, đây là đây thì các cô chú biết không, đây là những cái áo đúng chú Phành, những cái áo mà bạn các những bạn nhỏ không có nhà đấy đúng không ạ, thay mặt đúng không ạ, thay mặt áo lấy áo thôi, không để lấy quần, cái áo cho sạch sẽ đúng không. À, vì các chị đi học kia là không có nhà. Con chưa trả rồi. Đâu? Ông ấy phía đâu thì mà đi thằng cạp vào đó thì cứ ấy. Lên được có chỗ cổng này là có tìm không nhỉ. Ờ. Ờ. Không sao mọi người nhá, mọi người thấy không? Đó là một cái tâm linh đấy. Kéo như thế nước không ra luôn. Thank you.
Nhiều cao su là Vâng mọi người ạ, thì cái lễ cúng quả toàn dòng họ thì đã xong rồi không chú? Xong rồi. Rất là nhanh, xong một nhà rồi. Thế thì cũng đây là một cái lễ cúng để mong muốn cho gia đình cái dòng họ vàng này là để có sức khỏe này, may mắn này, chăn nuôi được tốt hơn này. Nói chung là không gặp những cái điều xấu, có nghĩa là muốn cho cái dòng họ mình càng ngày càng phát triển đi lên. Thế chúc sức khỏe cho gia đình mình. Đó. Thì đây. Quay lại với cái chén nước này mọi người xem này. Nước cúng đấy, bác thầy cúng thầy gạt cái nước ra rất là ấy, mà bây giờ để cái này không bị nước ra này. Nó cũng là một cái gì đó tâm linh. Sao biết tại sao? Sao biết tại sao? Gạt như thế mà không bị nước ra nhá. Đâu xá như nào? Hả? Thế này thì nó không chạy. Nhiều bị bùa phép đấy mọi người ạ. Đấy xá vào chít. Đấy nó cũng là một cái gì tâm linh đấy mọi người đấy. Thì nói chung là bà con ở đâu cũng thế thôi. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đấy là chúng ta không thể trách bà con được. Đấy. Mà đây em Tuyên cũng chỗ này tôi em Tuyên sẽ không động vào. Đấy vì đấy là cái thờ cúng của gia đình. Đây xá xong hết rồi thì chúng ta mời bà với tất cả nó mỏ đi. Có. Xong rồi thì xong chưa? Xong rồi. Gà kiếc xong hết rồi gì? À. Dọn cơm ăn cơm thôi. Luni gì? Yeah. Vâng, các cô chú ạ, thì lúc nãy thì em Tuyên có hỏi xá một tí và mọi người ở đây thì có mọi người thấy là lúc nãy là thầy cúng có dơ con gà lên đọc và dơ kiếm lên ấy, thì có nghĩa là thầy cúng đang chỉ lên trời đấy, thì là mời hết tất cả các thần linh thổ địa, có nghĩa là anh em dòng tộc nhà mình làm quan chức ở trên kia là gọi về, không thể không được mang họa về đến cái gia đình này hoặc là đến họ vàng này mọi người, có nghĩa là như kiểu là bà con nên dịch ra cho mình là cấm không được mang họa về đấy, có nghĩa là đe dọa mang những cái sự gọi là khổ đau đến gia đình mình, gọi là cái tai nạn đến gia đình mình, có nghĩa là phải muốn các thần linh thổ địa và các quan chức
ở trên gia đình mình là phải bảo vệ gia đình, không được mang một cái gì đến gia đình mình để cho gia đình mình một ngày phát triển đi lên. Đấy đấy. Đấy là em Tuyên chỉ hiểu một chút xíu, nên em Tuyên chỉ giải thích một chút xíu cho mọi người hiểu thôi. Đấy đấy. Nên là bà con là cũng là cúng đấy, để mong cho gia đình mình khỏe mạnh luôn này. Đấy đấy. Đấy. Và bây giờ thì đây. Chủ nhà sẽ được ưu tiên ăn cái còng này mọi người nha. Đấy, hai bạn này. Ăn còng gà đây này. Đấy, ba bạn nhá. Mỗi người một cái còng nhá. Đó. Và nó mỏ trước đây này. Hả? Ria. Ria với Nu, nó mai à? Nó mỏ đấy. Đấy, mỗi người một cái còng. Xong chưa, các anh ngồi ăn đi. Ngồi ăn cơm thôi, ngồi ăn cơm thôi. Sai. Xong rồi bà ở đây nhá, xong rồi em mời bà ở đây, anh bảo một tí này. Em lấy cho anh một gói tép. Một gói tép cho anh. Một gói tép nguyên vẹn. Xong rồi em mời bà ra đây mới. Để anh bà nào? Cả hai bà. Hai bà. Một bao. Bà này bà chủ nhà rồi. Em đưa cái này ra đây, đưa gói đây. Đừng để cẩn thận vào nó bị thủng, bà để dao vào thủng cho. Đây người ta ép chân không như này mà. Em mời hai bà về đây. Tụi bò mời tụi bò ở đây. Tụi bò. Đây xã đứng đây nào. Từ từ gì phải rửa tay vội thế. Tép vào thơm mà. Đây mời tụi bò đang cười này. Đấy. Đây xã dịch đây để anh bảo này. Bây giờ nha, sẽ tự tay của bà. Ở trong kia bà thì có 10 gói. Vì mỗi gói là 5 lạng thì 10 gói là 5 cân. Mà đây là anh mua 10 cân. Thì 5 cân của gia đình bà. Em bảo thế nhá, 5 cân của gia đình bà thì chúng ta dùng, đấy là hiện tại bọn em đang ăn uống này. Đấy. Bố cho ni trả mua cậu bố mà bên nó chua chút bố mà bố ni mua cho mình mua rồi thì. Hả? Bao này giá được chua quá. Bao này có nghĩa là chú Trần Xuân này chú mua 10 cân nhá. Em đứng đây này thì bảo là 5 cân sẽ để tặng cho gia đình bà để ua mọ, để no mọ. Đúng không? Còn 5 cân này thì chú ấy bảo là xem ai là những người giúp gia đình bà làm việc nhiệt tình thì sẽ tặng cho. Thì ngày hôm nay như bà đây, bà đến đây tặng giúp gánh nước thì chính tay bà sẽ cầm một món quà này tặng cho bà. Đấy, để cho bà, em bảo đấy, bảo là những ai đến giúp gia đình cũng giống như kiểu là mình đi mua gạo mua thịt về nấu cơm để cảm ơn ấy. Thì đây chúng ta sẽ không phải nấu cơm nữa mà chúng ta sẽ lấy luôn món quà này tặng cho bà. Em hiểu không? Em bảo bà đây, bà không phải lăn tăn vấn đề đấy. Là chỉ là bộ cha tôn thọ mấy là chỉ mua tiêu dùng ngay mà mua mua bò thì ông mua được khẩu trang cả muốn non mọi người. Đây, đấy, cho từ bò cho đây. Sau sinh nhá, sau sinh từ bò nhá. Không, không phải qua bà con. Xá bảo nhá, Xá bảo bà là cái này muốn ăn ngon nhá. Cho nên ông mua trầu. Biết làm chưa? Cho dầu vào. Đây nhá, chú này em bảo cứ mỗi lần ăn một ít thôi vì nhiều quá, chú này túi này rất là nhiều nhá. Đây này, men như này, đây này. Em bảo là rửa đi. Xá, hướng dẫn bà làm đi, không bà không biết làm. Hướng dẫn cho anh. Bảo là cái này. Đừng cho nước vào chăn canh mà không biết làm nhá. Ok. Thôi bây giờ thì mời cả nhà nó mỏ thôi. Từ mèo từ po nó mỏ đi. Thôi mời các anh nó mỏ thôi nhá. Cảm ơn chú Trần Xuân. Đấy, bây giờ thì cả gia đình sẽ dùng cơm. Ngày hôm nay thì nó có một con gà này. Vẫn là trứng này, trứng nhưng mà cái món này trứng này. Đây mọi người này. Cái món trứng này là đây nha, trứng với mì tôm nha, Xá làm đấy, bà con thích ăn kiểu này. Rất là hay. Bên này là tép. Tép rang. Đấy. Xá rang hơi nhiều dầu. Nó chưa khô lắm. Hai bà nó bảo không ăn thì để tí. Hai bà không ăn á? Hay là ngại? Chứ biết được, nó bảo nó không ăn, nó ăn thì thôi. Ăn thì là thế đấy. Đấy, Xá đang móc phần một phần riêng ra mọi người. Đấy, cả tép này, cả trứng này, cả bà, gà này. Gà có trò chuyện gì hết luôn đấy. Đấy nhá mọi người nhá, đầy đủ. Bà lại ngại ấy. Bà là ngại đôi khi là, mọi người biết tại sao ngại không? Vì các bà hiện tại đang không có răng, bị móm hết răng rồi. Nên là bà ăn cứ từ từ thôi. Thôi bây giờ thì mời tất cả cả nhà cùng dùng bữa với tất cả các bác thợ đây. Vâng, các cô chú ạ, thì một lần nữa rất là cảm ơn tới tất cả các cô chú anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng kênh, đồng hành cùng gia đình năm cháu mồ côi, để những người giúp gia đình năm cháu mồ côi có những suất ăn, những phần quà nó rất là ý nghĩa, rất là thiết thực, để nói chung nó chỉ là cố gắng khích lệ tinh thần bà con lên để giúp đỡ tương trợ lẫn nhau. Đấy, có nghèo thì nghèo nhưng mà bà con vẫn có thể
chung tay vào giúp đỡ nhau nha mọi người nhé. Đấy, rất là cảm ơn các cô chú anh chị. Và bây giờ thì bên trong kia thì các bác thợ cũng đã dùng bữa trưa. Vì ngày hôm nay mọi người xem thời tiết hiện tại 3 ngày hôm nay, 2 ngày hôm nay nó rơi vào 30 độ. Và thời tiết ở ngoài trời nó hơn 30 độ nhá. Xem ở điện thoại ấy, thì nó là cái thời tiết ở quanh cùng vùng. Còn nếu mà ra ngoài nắng chúng ta đứng là phải hơn 30 độ. Đấy thì bây giờ thì các bác thợ với gia đình sẽ ăn cơm. Ăn cơm xong bà sẽ đi chăn dê. Và chiều nay thì chúng ta sẽ tổng thanh toán cái số tiền của các bác thợ nha mọi người nhá. Và kiểm tra lại một lượt móng. Thông báo cho các cô chú biết là đã hoàn thành cái móng khung móng của gia đình mình. Đấy, còn bây giờ thì em Tuyên xin phép được tạm dừng video đây. Xin hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị ở những video theo. Mọi người thấy video của em Tuyên hay ý nghĩa thì hãy cho em Tuyên xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để cùng theo dõi những video mới nhất quá trình xây nhà năm cháu mồ côi nha. Còn bây giờ thì em Tuyên xin chào và hẹn gặp lại mọi người.